Tôi nhắc lại một chuyện cũ là cách đây từ tháng 3 năm 2016, tới khoảng 6 tháng gì đó. Tôi có dẫn mấy đối tác của tôi lên trên bản. Các bạn người Pháp mà lần đầu tiên sang Việt Nam. Thì tôi đã đưa lên trên bản luôn rồi. Thì các bạn ra ngoài ruộng này chơi cực kỳ thích. Nhưng mà có rất nhiều kỷ niệm buồn cười. Ví dụ như các bạn đi những cái thửa ruộng nó thấp, nó ngắn mà. Chân người phương Tây thì người ta to. Đi ngã ngoạch liên tục đấy. Cười lắm. Nhưng mà vui. Vì cái thửa ruộng nó rất là bé, người ta thì to mà nặng 7-80 cân, có người 90 cân. Thế thì đi nó khó đấy. Mình người nhỏ nhỏ thì mình đi trên thửa ruộng được. Thôi, dòng này đẹp lắm các bác. Xin chào các bác. Nói đến Tây Bắc thì thường là các bác sẽ hình dung ra ngay cái những cái hình ảnh về ruộng lúa bậc thang này. Mùa gặt, mùa đổ nước, mùa mới cày cấy nhìn xanh vàng rồi rất là đẹp. Thì tất cả các nhà, rất nhiều người đã chụp những cái bức ảnh rất là đẹp về ruộng bậc thang của Tây Bắc. Nhưng mà đấy là những hình ảnh các bác nhìn từ xa đến. Còn hôm nay tôi đang ở trên bản thì vào cái mùa gặt của bà con như này ấy. Thì tôi tranh thủ đi ra ruộng chơi, đây ruộng lún bậc thang, ruộng nương đấy các bác. Ruộng bậc thang ấy kiểu kia kìa. Ra chơi gặt cùng với mọi người đây thì các bác xem là nó đẹp như nào, cũng vất vả như nào nha các bác nhá. Gặt à chị? Sắp xong chưa? Bắt đầu thôi à? Tìm sắp chết đấy. Ông thêm làm ruộng xa thế. Ướt hết quần áo mà. Có vắt à? Có vắt à? Nhưng không sợ đâu, vắt thì bò lành lạnh là biết rồi mà. Ruộng nhánh thêm là chỗ này với chỗ nào nữa chị? Mỗi chỗ trắng trắng này đấy à? Chỗ này thôi, chỗ 99 này thôi gì? À. Hôm nay ở nhà mổ trâu nên không đi gặt được rồi, mai. Chắc là vừa đến rồi chị. À đâu, gặt cả dưới này xong còn gì nữa nhỉ? Một thửa bên này xong rồi, bây giờ sang thửa này. Cái này là nện tẻ chứ. Bỏ dép ra xem nào, nhảy xuống xem nào. Con này đi bắt lươn sướng đấy. Cái này là bao thai hay cái gì ấy chị? Nó hương, nếp hương, à hương à gì, nàng hương đấy à? Tám tám thơm mà. Ủa, cái đoạn dốc kia vừa nãy dưới kia lên khó lắm, trơn này. Có, em cho xe lên tận trên này cơ mà. Trơn lắm. Gặt xong này để mấy ngày thì nó khô anh? Để như này này. Một nắng thế á? Nhưng hôm nay mưa ướt thế này thì phải 2-3 nắng đấy. Ở dưới Hà Nội nhìn thấy thế này thích chứ, đẹp thế. Ê, nhìn thế này. Ruộng bậc thang này. Đẹp chưa? Ở bên Lào Cai ruộng người ta cao thế này nhiều đấy. Thank you.
Chân mình toàn bùn như này thì con vắt không dám bò vào đâu mà. Không bò đâu, vắt như thế bùn thì chạy. Nó trèo lên ở trên đấy. Trên á, trèo lên trên này á. Thôi em lại mò đi sang cái ruộng khác chơi đây. Đi chụp ảnh linh tinh. Giờ ra đường nào gần nhất nhỉ? Tại đường cũ đi chứ. Ra kia thôi. Ướt hết quần cơ mà. Mưa đây. Đi vào ruộng chơi tí là quần áo trên tay bẩn hết các bác ạ. Đây các bác thấy không? Mùa lúa gặt trên này thì mọi người ra ruộng gặt giúp nhau. Đấy là ruộng nhánh thêm, nhưng mà hôm nay nhà chúng tôi có việc mổ trâu. Ra mọi người anh chị em trong nhà với trong bản đến giúp. Thì hôm nào mình lại đi gặt giúp nhà người ta. Đấy là cái tôi thấy thực sự là rất là vui, vì là mọi người đều có những cái chung nhau như thế, tức là hôm nay nhà này có việc thì giúp, mai nhà mình có việc người ta đến giúp. Thế còn bây giờ thì tôi sẽ dẫn các bác đi đến những chỗ còn đẹp hơn nữa, đẹp hơn thế này nữa. Chúng ta quay những cái cảnh về lúa chín này, xem mọi người gặt thế nào nha các bác nha. Đây các bác, ở đây có một cái cây, các bác nhìn này biết cây gì không? Cây mắc khén đây này. Cây mắc khén giờ đang quả bắt đầu đang trắng trắng rồi kìa. Đó, thì chỉ cần cuối tháng này, đầu tháng sau là chúng tôi khai thác. Thì đây là một cái cây nó mọc hoang ở những cái ruộng, thế còn lại tôi đi tìm là phải tìm trong rừng. Đây là cây mắc khén các bác nha. Đấy cây mắc khén đấy, tôi quay. Đây, ở đây lại tiếp tục có một cái vạt ruộng này này. Các bác nhìn chạy dài này. Thì các bác nhớ dùm tôi thế này. Đối với ruộng ấy, thì là tôi ở trên này có hai hình thức làm lúa. Trồng lúa, tức là ruộng và nương. Ruộng tức là chúng ta có nước và lúa nước là ruộng mà. Lúa nước thì gọi là ruộng, tức là phải có nước thì mới làm được ruộng. Thành bậc bậc này như kiểu ruộng bậc thang đấy. Thì là ruộng. Thế còn hình thức thứ hai là nương hoàn toàn, tức là làm nương không phải cần phải bậc bậc này cả. Nương ở trong những cái triền dốc thẳng cái này lên là trồng, không cần nước. Thì hôm nọ tôi có đi mua trâu bên bản bên kia của bà con là mọi người Mông ấy, người ta làm nương nhiều. Tôi có quay cảnh thì tí tôi sẽ chèn luôn cái đoạn này cho bác xem. Đấy, nương là như thế các bác nhá, nương là nó chạy dài này. Rồi giờ ta đi tiếp. Đây rửa tay thì đã. Dạ. Có. Ở trên đấy thôi mà. Đi đâu đấy? Cháu chưa xong bên đấy đâu. Cháu đi lên bản mà. Vâng. Chưa đi. Vâng. Dừng tay đi đã. Đấy, bây giờ chúng ta ra đến đây rồi. Chỗ này mới là chỗ đẹp nhất này các bác này. Các bác nhìn thấy không? Suối chảy giữa này, ruộng hai bên này. Thật ra vùng tôi này, tôi được lên đây ở bản có một cái cực kỳ may mắn đối với tôi là tất cả mọi thứ đều có, từ rừng già, sông Đà thì ngoài kia. Nước suối rất là nhiều, quanh đây rất nhiều suối. Và thứ hai ruộng lúa rất là đẹp. Con người tôi không nói đến rồi. Người thì bà con đây như thế nào thì mình sống mình biết chứ. Các bác nhìn thấy có đẹp không? Giờ ta đi xuống tận dưới kia chơi nhá. Kia có mấy chị em đang gặt kìa các bác. Nó hơi xa nên nhìn bé bé. Chỗ đầu cái hòn đá trên này, đây chỗ đầu ngón tay tôi này. Đấy. Mọi người đang gặt đấy. Ôi, vừa nãy lên trên ruộng kia một tí mà vắt cắn chảy máu này các bác này. Hai con tôi vừa bắt lúc tôi rửa tay ấy, không để ý, nó không chảy. Tôi thấy nó cắn rồi nhưng mà tôi tưởng nó không chưa mút ấy. Ra hết rồi. Kệ nó, đi thôi. Các bác ra đây các bác nhìn nhá. Nhìn nhá, nhìn nhá. Nhìn này. Đẹp chưa? Bên này nữa này. Úi giời. Đây mọi người đang gặt thế kìa các bác.
Đấy, những cái chỗ đen đen kia là những chỗ đã gặt xong rồi này. Còn chỗ này là vàng vàng là đã chín, xanh xanh là chưa chín, đơn giản đấy thôi. Nói chung là ruộng bậc thang này các bác nhìn phải từ trên xa trên cao xuống thì càng cao càng đẹp. Mình đứng sát thế này mình nhìn không rõ được từng cái lớp sóng của cái bậc thang đâu. Kệ nó, thôi đi tiếp. Ra suốt ngày kia trời. Tôi nhắc lại một chuyện cũ là cách đây từ tháng 3 năm 2016, tức là khoảng 6 tháng rồi đó. Tôi có dẫn mấy đối tác của tôi lên trên bản. Các bạn người Pháp mà lần đầu tiên sang Việt Nam thì tôi đã đưa lên trên bản luôn rồi. Thì các bạn ra ngoài ruộng này chơi cực kỳ thích. Nhưng mà có rất nhiều kỷ niệm buồn cười. Ví dụ như các bạn đi những cái thửa ruộng nó thấp, nó ngắn mà. Chân người phương Tây thì người ta to. Đi ngã ngoài liên tục đấy. Cười lắm. Nhưng mà vui. Vì cái thửa ruộng nó rất là bé. Người ta thì to mà nặng 7-80 cân, có người 90 cân. Thế thì đi nó khó đấy. Mình người nhỏ nhỏ thì mình đi những thửa ruộng được. Ôi, dòng này đẹp lắm các bác. Đây có những cái đám ruộng nó bị gió thổi nó đổ hết thế này. Cái này mà không chín nhanh, không gặt nhanh là vài hôm là mọc mầm hết. Nó đổ mà. Với thứ hai là gặt trên này nó có một cái khổ là nếu như trong trường hợp trời mưa liên tục các bác. Gặt xong mà để ngoài ruộng này không kịp phơi ấy. Lúa nó mọc mầm xong rồi nó thối hết. Như năm ngoái trên này mưa nhiều, cái mùa năm ngoái nhiều gia đình hỏng hết thóc. Không có gì phung phơi được mà. Đen xì hết, nấu cho lợn ăn, lợn không ăn được. Nó có thật vỏ làm sao mà sát ra được nữa. Chỉ có cho vịt thôi. Các bác thấy có đẹp không? Dùng bậc thang nó cứ thành tầng, 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 lớp, lớp thế này. Phía bên kia suối đấy, bên kia là bên kia suối. Còn đẹp nữa, nếu mình đứng ở góc bên kia nhưng mình quay trên này hoặc chụp ảnh trên này cực kỳ đẹp luôn. Nhưng mà tôi sẽ không sang bên kia nữa đâu, bởi vì là sang bên kia nó khá là đường nó trơn. Không đi được, với hai vắt nó rất là nhiều mưa mà. Đêm qua đây mưa. 3 ngày hôm nay đêm nào cũng mưa, tôi vừa một con bò lên chân nữa đấy. Vết máu cắn nó vẫn ra như này cơ mà. Nên nhiều vắt lắm. Đấy, đẹp quá. Thế còn cách đây khoảng tầm 13 cây, 13 km đi dọc ở bên sông một cái khe suối, một con suối. Đi vào trong núi bên này thì còn có một cái khu vực ruộng còn đẹp hơn thế này rất là nhiều. Nó là một cái thung lũng trải dài, dài tí tắp luôn đấy. Thung lũng trải dài rất là dài, mà ruộng cực đẹp. Nhưng mà đi vào trong đó mùa này hơi khó, nước nó vẫn to, qua một cái suối thì xe máy không phi qua được đâu. Phải đi bộ một đoạn, nhưng tôi ngại tôi chẳng muốn vào. Thì tôi chơi quanh quanh gần bản thôi. Thì hôm nay tôi dẫn các bác ra đây xem, các bác nhìn thấy những cái cảnh ruộng lúa của chúng tôi này. Rồi thì gặt như nào. Giải trí một tí, bây giờ hãy các bác hiểu thêm về Tây Bắc, mến yêu Tây Bắc hơn. Các bác nha. Đi chơi thì thôi các bác nhá. Bây giờ tôi đi về nhà, vì ngày mai tôi sẽ rời bản đi về Hà Nội. Chắc là đến đầu tháng sau tôi lên thì mọi người đã cả xong hết rồi. Đó, nếu mà có điều kiện tôi sẽ ra đây tìm bắt lươn với trẻ con, mấy đứa trẻ nhỏ ở bản buổi tối. Hoặc rủ thêm mấy người lớn nữa đi nhá các bác nhá. Thế còn các bác xem kênh YouTube của tôi ấy, vui lòng các bác đăng ký, bấm cái nút đăng ký ở dưới cái nút subscribe, tức là nút đăng ký trên YouTube nhá. Các bác like một video là các bác like một video. Còn các bác nếu ủng hộ kênh của chúng tôi thì các bác kích vào nút subscribe. Đó là ủng hộ chúng tôi làm, để chúng tôi có động lực làm những cái video chất lượng hơn, tốt hơn, phục vụ các bác. Rồi, xin chào tạm biệt tất cả. Nhưng mà chưa muốn tạm biệt các bác. Thực sự các bác cảnh ở đây quá đẹp các bác ạ. Các bác nhìn thế này. Nhìn thấy không? Ruộng lúa thứ đẹp mỹ man luôn ấy. Nước hôm nay nó hơi đục một tí, bởi vì hôm qua mưa. Này mà nó có tí nắng thì tuyệt vời luôn. Đẹp ơi là đẹp luôn.